Ok, như vậy là chúng ta lại gặp nhau qua cái kênh Trải nghiệm TV. Thì chúc tất cả anh em xem video clip thật là vui vẻ nè. Hôm nay mình trở lại một cái con game có tên là Mu Phi Ca. Đây là một cái phiên bản chuẩn của PC và đây là một cái phiên bản là ss18 nha anh em, và 100% là đi theo cái hướng web gen. Nhưng mà có một cái đặc biệt đó là cái phiên bản người ta là non reset, và cái này là AD chỉnh lại một chút xíu, đó là cái phiên bản là có reset và relay nha anh em. Thì tiếp tục hôm nay thì mình vào trong đây mình sẽ test nhân phẩm tiếp, là mình sẽ xây chế ở trên map là Lan. Xây chế trên đây thì mình kiếm một số nguyên liệu để ép cho anh em xem và biết luôn là nguyên liệu đó mình kiếm cái gì. Thì cái clip vừa rồi á thì mình lên á là mình kiếm cái nguyên liệu để xây con ngựa nhưng mà chưa có được nha anh em. Thì hôm nay mình vào trong đây để mình phân gã ra những cái này. Những cái đầu thằng này á thì mình chưa có dùng tới thì mình phân gã ra nha anh em. Mình phân gãi ra để có cái viên ngọc này là chúng ta ép vào cái món đồ lúc rồi cũng được nha. Ở đây thì nó cho chúng ta lên tỷ lệ thì nó random nha anh em, được 2 viên 3 viên đây. Và tiếp theo là mình cái món này là không phân gã được anh em, cái món này là cái món S là không phân gã được. Thì mình vào trong đây đây có một cây gậy gồng 10% và tốc độ là cộng 7, thì cái này cũng không cần tới đâu, thì mình sẽ bán cho nó đỡ chặt gương nha anh em. Tại hôm nay á, thì mình vào trong đây mình on thôi, nhưng mình chưa có cái nè. Các anh em thấy là mình chưa có cái gương đồ cá nhân thêm nè, các anh em thấy không? Chưa có gương đồ nè, và một cái gương chung của mình cũng vậy luôn, mình cũng chưa có nha anh em. Vì ở đây là cái lượng tiền tệ Vincon của mình là không có, các anh em thấy không? Chỉ có 27 thôi, nó rất là ít nha, nên mình chưa có mở gương được nha. Anh em thì người ta đã có tắt tần tật hết rồi, còn mình thì gà lắm anh em, mình bò theo từ từ chứ mình không có bò theo quá được nha. Thì ở đây là mình có một số cái nguyên liệu đây, hôm nay thì mình cũng đã có cài cuốc. Thì một số anh em nói là không thấy cài cuốc ở trong game, nhưng mà mình cài mình đâu có dám nổ địa chỉ anh em, nổ địa chỉ lên là bị bợp tay liền, nên mình không có nổ địa chỉ nha. Mình sẽ đeo cái con phượng hoàng này lên nha anh em. Đây là một con phượng hoàng để giúp cho chúng ta cũng được một số lên đam các kiểu này, các anh em thấy không? Tăng sát thương được 15% nè, hấp thụ sát thương được 10% nè. Như vậy nó cũng khá là ngon lành cho những anh em nào ở giai đoạn đầu nha. Thì lại đây mình sẽ kiếm một cái nguyên liệu đó là xe con ngựa. Thì nguyên liệu xe ngựa thì chúng ta phải tốn đâu đó là cái viên GVB hoặc là sột ở đây. GVB và sột thì chúng ta sẽ quay ở đây nha anh em. Mình sẽ quay bên bơi xem là mình có ra đủ không nha anh em ơi. Vậy thì mình xây bơi thì cái mồi nó không thơm anh em, nó không ra được cái gì gọi là hết, mà nó ra cho mình là toàn là cái gì đâu không. Thì mình sẽ tiếp tục đổi ra que mình xây cái khác nha anh em, chứ bây giờ là xây cái này là nó không ổn rồi anh em ơi. Mình sẽ bán hết mấy cái này nha. Từ giờ thì mình chỉ xây ra được thêm một cái mảnh ngựa nữa thôi, chứ không có cái gì gọi là cao sang nha. Thì mình sẽ tiếp tục đổi qua một cái da ve đó là sột nha, còn gọi là ếch nha anh em. Qua cái ngọc ếch này xem là nó có tiến triển gì không, chứ bên ngọc bơi này thì mình làm 2 clip rồi, nó không clip nào ra ôm ra dịch gì hết anh em ơi. Và lần đầu xây bên ngọc ếch thì mình cũng không có cái gì gọi là quá cao sang, nó chỉ ra cho mình là toàn gác thôi. Được một cái là mảnh sừng gãy đó, chừng nữa quay sói thôi anh em, chừng nữa như vậy là mình có cái tiết mục quay sói nha anh em. Mình có 2 cái mảnh sừng gãy rồi nên mình có thể là quay sói được nha. Còn các anh em muốn chơi một cái xe sành thấp á, thì mình có một cái là SS2 nè, có một cái SS3 để cho anh em trải nghiệm một cái xe sành thấp nha. Còn hiện giờ thì các anh em có thể là chơi một cái xe sành cao. Như điển hình như là các anh em nào thích chơi cái con game mà chuẩn của PC thì các anh em có thể là chơi cái con game Mu Phi Ca này. Phi Ca này thì có 2 cái phiên bản, một cái phiên bản là SS6, một cái phiên bản là SS17 như này nha anh em. Nên chúng ta có khá nhiều sự lựa chọn để trải nghiệm nha. Thì lần lượt mình sẽ ép một số ve cho anh em xem. Đầu tiên là mình test bằng cái viên B. Thứ hai hiện giờ mình đang test là bằng cái viên sụt, và một lát nữa là mình sẽ test bằng cờ ghe nha anh em. Ở đây có những cái này thì mình có thể là mình gom vào nè. Cái mảnh là 25 này mình có thể mình gom vào nha. Đây là những cái mảnh block để cho chúng ta chạy reset nhanh nhất có thể. Thì cái con của mình chỉ cấm là ngọc gen đồ các kiểu thôi nha anh em, chứ mình reset của mình đó thì nó rất là thấp. Đa phần là mình vào trong đây để mình quảng cáo và review cho anh em biết thôi, chứ mà hô mà hơn thua và tranh đua với anh em á, thì mình không có cửa nha anh em. Tại vì mình làm khá là nhiều game. Còn nhẫn qua dây chuyền thì chúng ta có thể là chừa lại nha. Chừa lại để làm gì? Chừa lại chúng ta có thể là phân gã ra để ép vào cái dòng này nè, ép vào cái hoa tai, còn gọi là Erin đó anh em. Erin đặng mình nâng cấp cái chỉ số lên. Như ví dụ là ở bên vũ khí thì mình có thể là mình đập bằng dây que, ếch, ngọc, trao. Thì ở hoa tai này chúng ta có thể là ép bằng ra những cái nguyên liệu này đây, hoặc là chính nó luôn nha, chính nó phân gãi ra là cũng có nguyên liệu luôn nha anh em. Mình sẽ test ở đây một hai gương nữa xem là có được gì không anh em. Vì đây là một cái phiên bản đề cao nên mình đã có review rất nhiều, cũng đã có chia sẻ thông tin rất nhiều rồi. Thì ở đây là mình giới thiệu và quảng cáo cho anh em một cái con game có tên là Mu Phi Ca ở ss17.com. Thì ở đây là một cái con game do admin Tiến Đặng đang quản lý và điều hành nha. Anh em có thể là vào trong đây để test trải nghiệm một cái phiên bản là ở ss18 cho chúng ta những gì và chúng ta nhận lại được những gì. Thì đây là một cái phiên bản dành cho những anh em nào mà thích trải nghiệm phiên bản đề cao. Mình sẽ xây dòng những cái con game mà mình đã có review quảng cáo, ôn lại cho anh em biết là mình vẫn còn chơi, mình vẫn còn lũ cụi tìm những cái nguyên liệu như gì nè anh em. Các anh em thấy không, nếu mà mình không cài thì làm gì mình có vật phẩm được bao nhiêu để mà mình test cho anh em xem. Tại vì hiện giờ AD người ta đã feed ngọc cái lượng ngọc lại rồi, không có còn cho anh em ra cái lượng cao nữa đâu. Nên đối với những anh em nào không có cài cuốc á, thì anh em phải bỏ tiền ra để mua ngọc của anh em lại. Thì khi con game nó mới vừa ra thì ngọc anh em bán á, thì nó cũng có cái giá rất là cao. Nhưng hiện giờ thì anh em đã bán là cái giá rất là mềm rồi. Anh em bán cái giá rất là mềm, không còn cao như lúc trước nữa nha anh em. Thì tự giờ mình ép cũng chả có cái gì là cao sang và quyền quý luôn. Hôm nay có cái set mà mình còn mặc chưa full nữa nè anh em. Một lát nữa mình sẽ lấy cờ game mình quay nốt luôn, thử xem là mình có mở được một cái áo không nha. Hiện giờ đồ của mình nó đã bể, đã hư rồi mà sao mình sửa không được anh em à. Anh em nào có bị tình trạng giống mình không nha. Mình còn tới 90% lận mà sao nó không cho sửa. Nếu mà sửa đồ không được là chỉ có là 0% là mấy không sửa đồ được. Còn cái này của mình còn 90%. Mình ra cho anh em xem đây. Các anh em thấy là bấm vào cái lượng đồ của mình là 92.55. Thì của mình còn 92% lận nhưng mà nó không cho mình sửa anh em. Chắc do cái máy của mình nó lan anh em à. Anh em sửa thì cái map là Logan Kia về cái bác thợ gàng nha. Bác thợ gàng là có sửa nha anh em. Sửa đồ nha. Anh em đừng có nghĩ quá sâu xa là cái sửa khác nha. Các anh em cứ nghĩ là cái sửa đồ thôi. Như vậy là chúng ta được 2 mảnh ngựa thôi anh em ơi, chứ không có ra những cái cánh nha. Chút xíu nữa mình sẽ lấy cờ ghe mình xây, mình kiếm những cái cánh. Đây là những cái position. Position này để giúp cho cái con ngựa chúng ta tăng level. Một clip thì mình sẽ vào trải nghiệm test cho anh em tầm khoảng là hơn 10 phút thôi anh em, chứ không có hơn nhiều. Nếu mà hơn nhiều thì anh em xem nó rất là lâu nha. Nên mình sẽ cố gắng làm cho nó dọn dàng tầm khoảng 10 phút hoặc là hơn 10 phút chút xíu. Để anh em có cái là vào trong đây để trải nghiệm. Mình sẽ quay nốt một cái lần này nữa. Mình sẽ chuyển sang cờ game mình xây nha anh em. Trong đây nó có ra những cái mảnh hai cái cánh chim cho mình nhưng mà nó không ra anh em à. Cái cánh chim đó mình còn thiếu đâu tầm khoảng 7 cánh nữa đó anh em. 7 cánh nữa là mình sẽ mở được. Đây có một cái gương good là 1000 good rất là ngon luôn. 1000 good nha anh em. Mình đó thì mình kêu gu thôi. Còn anh em bảo là good là mấy đúng của nó thì mình sẽ kêu theo là good nha anh em. Này mình chỉ nói là cờ gu không mà anh em ơi, chứ không có good. Cái đầu xanh cái gương này nó không cho mở ra nè. Tại vì của mình còn khá nhiều đồ á, nó không cho mở ra. Tiếc là một cái là không thể nào. Mình sẽ đem những cái nhẫn và dây chuyền này ra. Mình sẽ ép hết nha anh em, cho nó chống gương bớt. Có dây chuyền thì anh em có thể là xây chế ở đây rất là nhiều. Đây mình sẽ lấy nhẫn và dây chuyền ra mình xây nốt hết nha anh em. Cờ ghe của mình thì cũng không còn nhiều anh em. Cờ ghe của mình chỉ còn có 29 viên thôi. Cờ ghe của mình không biết mình xây chế cái kiểu gì đâu mà giờ này còn có 29 viên. Đây các anh em thấy không? Ở đây là mình chỉ có là 2 cánh chim thôi. Nếu mà mình đủ thêm 8 cánh chim nữa là mình có thể là mình xây được nha anh em. Mình sẽ lấy hết những cái viên nhẫn này ra. Ở đây là mình có rồi nên là mình sẽ bấm qua bên đây. Xem có còn đây, đây nhẫn và chuyền thì ở đây nó núp nụm ở đây một đống nè anh em. Nhìn cho kỹ nha, tại vì ở đây mình khá nhiều đồ nha anh em. Mình sẽ bỏ cái viên bóng xanh này vào. Các anh em muốn phân rã những cái dây chuyền và những cái nhẫn của mình thì về map là Nogia lại Ngobin nè. Ở đây là còn gọi là viên han nha anh em. Mình sẽ làm nốt một lần cho nó đủ hết nha. Và dây chuyền cũng vậy luôn. Dây chuyền thì tỷ lệ cho chúng ta được 3 han là nha anh em. Tiếp tục thì mình sẽ lên trên map là EB Lan để mình xây cái viên cờ ghe kiếm được một cái áo. Xem là anh em chúng ta có thể là may mắn ra được một cái áo không nha. Mỗi một lần quay là tới 5 viên lần anh em. Nó khá là thốn luôn. Cho anh chi mà lắm vũ khí gồng vậy anh em. Rồi. Như vậy là mớm luôn anh em. Không có vật phẩm đâu cho chúng ta trải nghiệm luôn. Cũng khá là gườm gà nha. Không ra bùa lúc, không ra bùa trao gì hết. Mà nó chỉ cho chúng ta những cái linh tinh và liên thiên thôi. Những cái vũ khí gồng. Hiện giờ thì người ta đã có được những cái con đây. Người ta có ngựa nè, có rồng nè. Trong khi đó thì mình không có gì hết. Các em thấy nó khấm chưa? Không có gì hết nha. Ở đây thì mình mua cái bộ đồ này cũng được nữa nè anh em. Ở đây 50. Và mình có cây vũ khí là không có lúc nè anh em ơi. Kỹ năng thì mình đã có mua rồi nha. Và tiếp tục là một cái video không làm cho anh em được hài lòng anh em. Và cái video này cũng y chang cái video kỳ rồi thôi. Mình ép nó không có ra một cái gọi là may mắn và số đỏ anh em. Nếu mà mình ép ra được một cái con ngựa thì mình sẽ quay cho anh em xem luôn. Mà hiện giờ thì mình cố gắng mình kiếm ra những cái mảnh nhưng mà nó không ra được nha anh em. Thì anh em cũng thông cảm nha. Clip sau thì mình sẽ cố gắng mình làm cho anh em xem, nó sẽ có cái phần nào đó là nó cuốn hút hơn một chút xíu nha anh em. Thì mình chỉ lay hoay là xây đồ, ép đồ thôi. Còn những cái review, chia sẻ, bản master hay là cộng điểm thì mình đã có làm rất là nhiều rồi. Anh em muốn biết thông tin chi tiết thì hãy vào kênh Trải nghiệm TV và search vào những cái yêu cầu mà anh em cần kiếm. Như điển hình các anh em muốn biết là cái điểm master của con nhân vật gì, các anh em cứ việc là gõ master của con là Lemugia này rồi để là Trải nghiệm TV thì nó sẽ phật lên nha anh em. Thì video của mình sẽ xin tạm kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở video clip lần sau nha.